Kính chào quý ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 11, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam, hay còn được gọi là lễ Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam. Giáo hội Việt Nam của chúng ta đã mừng long trọng vào Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên. Ngày hôm nay chúng ta lại được có cơ hội mừng chung với Hội Thánh Hoàng Vũ một lần nữa. Giờ này đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 17 câu 11b đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian sẽ ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha kết họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến vương Việt Nam của chúng ta trong xác phàm của những người mang niềm tin Kitô giáo với đủ thứ màu da, và nhiều nhất là các giáo sĩ phương Tây. Và niềm tin một khi đã được gieo rồi thì bắt đầu lớn lên thành cây. Cây nào cũng phải đối diện với gió, với dông, với bão. Và cây đức tin trên quê hương Việt Nam cũng vậy, cũng đối diện với các cuộc bách hại thảm khốc của văn thân, của thời Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Và trong tất cả những bách hại của thời hiện đại đều cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã nói với Cha. Cái lý do căn bản mà các cuộc bách hại đạo diễn ra đó là vì Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, và những người môn đệ của Chúa Giêsu cũng không thuộc về thế gian. Không thuộc về thế gian nên thế gian sẽ loại trừ. Đó là điều hiển nhiên. Và vì như vậy, chúng ta cũng phải ý thức chúng ta là những người lữ hành băng qua thế gian, chứ không phải là những người định cư ở thế gian. Trong sự kiện 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam cho chúng ta một niềm vui lớn, bởi vì dù những tuyên truyền nhằm hạ thấp niềm tin Kitô giáo vào dịp phong thánh thì chúng ta thấy người Công giáo Việt Nam, đặc biệt là giáo dân Việt Nam, lại là những người được Hội Thánh phong thánh nhiều nhất
nhiều hơn cả các linh mục, nhiều hơn cả các vị thừa sai là linh mục, giám mục. Đó là điều tuyệt vời. Trong số 117 vị, nếu xét về ngoại quốc thì chúng ta thấy chỉ có 21 vị, còn 96 vị còn lại là người Việt Nam, đại đa số. Trong số 96 người Việt Nam thì có 59 giáo dân, có cả một người phụ nữ, đó là bà Thánh Đê Anê Lê Thị Thành. Và điều đó cho chúng ta thấy giáo hội được xây dựng trên máu các thánh tử đạo và được lớn lên trong niềm tin và nâng đỡ của các Kitô hữu giáo dân. 59 là một con số rất lớn, rất đẹp. Và chính vì vậy, các anh chị em giáo dân đừng mặc cảm mình chỉ là những người phụ hợ bên lề của giáo hội. Không, chính anh chị em là những người hãy noi gương các thánh tử đạo tại Việt Nam để gánh nhận vai trò chính. Chính anh chị em là những người chính yếu làm nên giáo hội Hoàng Vũ, làm nên giáo hội tại Việt Nam. Các vị giáo sĩ và tu sĩ là những người được Chúa dùng trong một chức phận đặc biệt, nhưng không phải là thành phần chính. Thành phần chính của hội thánh là dân Thiên Chúa. Và nếu chia ra giáo dân và giáo sĩ thì giáo dân là chính. Chính Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha và Ngài xin Chúa Cha thánh hiến chúng ta. Và anh chị em cũng vậy. Anh chị em được Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để Chúa Cha thánh hiến, chứ không chỉ có những vị đã được sức dầu thánh trong tư tế thừa tác mới được gọi là những người đã được thánh hiến. Ngoài 117 vị thánh tử đạo ở Việt Nam thì chúng ta cũng cần lưu ý chúng ta còn một á thánh, đó là Chân Phước thầy giảng Andre Phú Yên. Và hiện nay ở Việt Nam của chúng ta đang có ba án phong thánh cho ba vị. Xét theo mặt thời gian thì chúng ta có thể nói đó là ngày 26 tháng 3 năm 1997, Hội Thân Hữu của Thầy Văn tại Pháp đã xin phép và đã được mở án phong thánh cho Thầy Mạc Sen Văn, tên đầy đủ là Thầy Mạc Sen Nguyễn Tấn Văn, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, bị chết rủ tù tại miền Bắc. Và nếu thầy được phong thánh thì thầy sẽ là vị thánh hiển tu đầu tiên của Á Châu. Hiện nay thầy đã được ở hàng bậc tôi tớ Chúa. Vị thứ hai đó là ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại Roma đã chính thức mở án phong thánh cho Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hiện nay ngài cũng ở bậc tôi tớ Chúa. Còn vị thứ ba đó là vào năm 2012, giáo phận Cần Thơ đã mở án điều tra phong thánh ở cấp giáo phận cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Và đến 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức tin
đã ra sắc lệnh tuyên bố không có ngăn trở và chấp thuận việc tiến hành xúc tiến hồ sơ tuyên thánh cho Ngài. Hiện nay, Ngài cũng được ở bậc tôi tớ Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa và tiếp tục cầu xin cho các vị ấy, để các vị ấy sớm được Chúa hiển linh, làm cho dân tộc Việt Nam của chúng ta có thêm những vị thánh hiển tu và tử đạo. Amen.